quyết định là ngày hôm nay quay trở lại văn phòng thì sẽ mang một cái bộ đồ tươi sáng một chút, màu trắng tinh khôi tinh khiết. Tại cái áo này cũng theo phong cách kiểu cardigan này kia, sẽ mang thêm một đôi bông tai sắc màu rực rỡ như thế này nữa. Lâu lắm rồi mình không có mang cái đôi bông tai này tại vì nó hơi bự, nhưng mà chắc là sẽ hợp với lại cái áo này. Trời ơi xinh quá, làm bài tắm selfie trước mới được. Ở đó nói mọi người biết, vừa quay trở lại văn phòng là phải cầm ngay con máy này, chiếc điện thoại Oppo Find X2 để làm video đánh giá. Thấy chưa, ở nhà là phải dùng em này để mà kiểu trải nghiệm, để làm video đánh giá cho Arsenal ấy. Chứ cũng đâu có được gọi là work from home là được nghỉ ngơi, ngồi chơi xơi nước như người ta đâu. Cũng phải làm suốt à. Rồi bây giờ tranh thủ chụp một tấm hình thật sướng nè. Lên văn phòng rồi, bây giờ sẽ đi lên trên văn phòng nhé. Thực sự thì cái máy này á, tính ra nếu mà mọi người muốn tìm một cái máy quay vlog á, thì máy này rất là ok luôn, chống rung rất là tốt và xử lý ánh sáng. Rồi, tại vì cái hành lang này nó rất là tối luôn nhưng mà vẫn thấy rõ màu sắc, xử lý đỉnh luôn. Cái này mình phải thử so sánh ở nhà lúc mà mình quay vlog mà đi lại á. Oppo Find X2 này xử lý kiểu nó đỡ rung lắc hơn hẳn luôn ấy, rất là êm nhiều. Bây giờ sẽ vô gặp mọi người. Hello cả nhà. Hello. Hello, cuối cùng cũng được đi làm lại. Ngày đầu tiên đi làm trở lại, mọi người nghỉ Tết có vui không? Nghỉ bành xác luôn, nghỉ mặt cú nu luôn. À, nghỉ đây. Đang đi học hè trở lại đúng không? Chào Vinh. Hai giờ chị gái. À, chị lâu... la lão quá. Đúng rồi, lâu quá không gặp ha. Anh Hải đang làm gì ạ? À, bụng hôm đấy hả? Dạ. Yeah. Mới cắt hả? Giờ anh đang làm gì ạ? Các bạn đóng giùm em còn trong nhà chị thủy thôi. Ủa? Mà, em mở lên, em refresh lại cái tất cả đều màu đen đậm hết luôn. Đây là người sếp sau mùa dịch. Anh Huy đang làm gì ạ? Anh đang ngồi chỉnh âm thanh. Anh đang test ghi âm. Anh đang ngồi, anh được vân trên một cái âm thanh audition. Nên là anh đang ngồi, anh làm cái tập âm cho video của anh. À, anh làm video của anh rồi xong, bay rồi. À, hết hồn, vẫn còn. Ba, có cái kệ gì? Xịn quá ha. Cái kệ này mắc tiền lắm nè. Đúng rồi, kệ này mấy triệu luôn á. Đúng rồi, kệ này mắc tiền lắm nè. Hay đó, Sam Smith. Ủa okay. Chào anh Bảo. Anh là Bảo. Ngủ dậy hả anh? Ngủ dậy sau một kỳ nghỉ lễ dài. Đây là quà đi sau một thời gian dài nghỉ Tết. Quà Tết của em nè em. Quà Tết lần 2, tại vì mình nghỉ Tết lần 2 lần á. Nên mình được nhận quà Tết lần 2. Không nhận ra anh luôn á. Anh Lê Nguyễn Hồng Phép. Có phải anh không? Ồ đúng rồi nè. Tóc tai quá trời luôn kìa. Đi cách đi anh. Nghe nói là anh đã ngủ hết cả một cái kỳ nghỉ Tết ở văn phòng. Tính vậy đi, chúng ta được đi làm trở lại rồi. Anh đã ngủ quá nhiều rồi đó. Lần nào tính ra lần nào quay ông Phát cũng đang ngủ. Giờ là hành trình đi tìm lại cái ghế. Này ghế của con chi Sally này, có hai cái nơ này, lố lăng chưa? Có Miss bình thường ở sau ghế. Ái chà chà, tại sao lại qua bên chỗ Lâm Thái? Trời ơi cái mặt của tôi. Trời đất ơi cái mặt, thôi vẫn nhận ra. Lấy lại cái ghế. Ủa ghế thằng Lâm đây nè. Trả đây, trả đây, trả đây. Trời đất ơi. Sau khi mà đi về nghỉ dịch thì mình khuynh hết cái đống đồ trên bàn làm việc của mình về nhà. Bây giờ sẽ là dọn ra lại.
sau dịch có một ngày mới hay em. Bưng cà phê dạo. À, mua ly cà bạc xỉu xíu to cũng luôn. Trời đất ơi, anh uống dữ vậy anh? Ở nhà thèm quá hả? Trời ơi, anh Di, đau quá mới gặp anh. Ơ, anh Di. Má, ông là đi. Má, anh Di. Sao tất cả đó, thấy chưa? Thấy chưa? Ô ô một cái là gãy xương đó. Anh Di lâu lắm không gặp. Chào em, chào Giang nè. Nghỉ Tết vui không anh? Nghỉ Tết rất là vui, ở nhà lên thấy mấy ký luôn. Em nói cách ly mà còn nhiều hơn nghỉ Tết hả? À, nghỉ Tết mình nghỉ có mấy ngày, mấy con tuần lắm. Cách ly hả? Ờ, cách ly con mình từ 4 ngày nữa kìa. Ừ ha. Ngươi nè. Thôi bưng đồ về lại. Hiện tại bây giờ đang là 12:22 và các hot vẫn chưa đi làm. Ủa, hình như mọi người quên đường tới công ty rồi. Nghĩ lâu quá nhiều khi quên mất là công ty mình ở đây. Chờ mãi chưa thấy ai lên, tôi đã tưởng tượng một cái viễn cảnh là lên trời ôm chầm lấy nhau sau những tháng ngày làm việc tại nhà. Nhưng mà giờ hết hứng luôn rồi. Đói quá, đặt đồ ăn chưa? Và ok, bây giờ thì mọi người đi ăn trưa rồi. Cho nên là văn phòng nó khá là yên tĩnh. Cho nên mình có thời gian để nói chuyện với mọi người một chút. Không biết là có nhiều bạn ở trên kênh của mình ấy là lần đầu tới kênh mình chưa xem channel như thế nào. Vì cũng có nhiều bạn hỏi là công việc thực sự của Châu Giang là gì. Thì nếu như mà mọi người chưa biết thì mình có thêm một công việc nữa ngoài cái việc làm YouTube, kênh YouTube này. Thì mình còn làm ở một cái kênh YouTube khác lớn hơn, đó chính là S Channel. Mọi người có thể lên YouTube sợ là S Channel. Thì mình làm ở đó và công việc của mình là content creator, VJ, lâu lâu cũng làm như là account vậy á, để mà nhận những cái brief của khách hàng và sau đó triển khai. Đó, công việc của mình là vậy đó. Nói chung là cũng không khác quá nhiều so với cái kênh này, chỉ là làm tiếp xúc với lại khách hàng nhiều hơn và làm nội dung kiểu thông tin giải trí nhiều hơn ở kênh National. Thì bình thường mình sẽ đi làm như thế này, làm đủ từ 11 giờ cho đến khoảng 7-8 giờ tối thì đi về. Và trong khoảng thời gian rảnh đó thì mình có thể xin công ty là mình có thể quay clip ở nhà. Tại vì kênh này của mình cũng được thuộc hệ thống Action ấy. Mình có một bạn edit đó là Vinh Vinh. Có một số bạn hỏi Vinh Vinh là ai thì Vinh Vinh là edit của mình, là bạn mà lúc nãy mình tặng cây son ấy. Lúc mà làm ở nhà thì cũng không có quá nhiều sự thay đổi trong cái cuộc sống. Nhưng mà chỉ một cái là lâu lâu khi mà có những cái mà cần quay bản tin hay là quay game cho Action thì phải lên văn phòng quay xong rồi đi về. Nói chung thì cũng khá là mất thời gian. Tại vì quay có 1-2 tiếng xong rồi chạy về, xong rồi làm trang điểm xong tẩy trang. Lười lắm luôn. Nhưng mà vẫn phải làm. Nhưng mà giờ thì lên văn phòng rồi, được đi làm lại tập trung rồi thì thoải mái hơn. Nói chung là quay trở lại nhịp sống ban đầu. Tuy nhiên mọi người cũng chú ý nhớ là hiện tại bây giờ là nới lỏng giãn cách xã hội chứ không phải là hết dịch đâu nha. Cho nên là các bạn vẫn nên tuân thủ những cái yêu cầu, những cái khuyến cáo của Bộ Y tế và Chính phủ. Và nhất quyết không quên cái việc là đeo khẩu trang và sử dụng nước rửa tay. Bây giờ thì chắc là cũng đầu giờ chiều thì sẽ bắt đầu quay trở lại làm việc và chờ mọi người tới văn phòng. Nói chung là Excel được cái là thời gian cũng không phải là quá gắt gao như là các cái cơ quan nhà nước. Cho nên là bây giờ mọi người có thể xin đi trễ để mà quay clip của mọi người ở nhà. Chưa thấy ai luôn. Bây giờ sẽ đi lấy đồ ăn. Mặc dù là qua đợt giãn cách xã hội nhưng mà vẫn phải đeo khẩu trang và chú ý an toàn nha mọi người. Cái tượng của văn phòng mình đẹp kìa. Thích một cái là cái điện thoại này á, nó có thể quay góc rộng. Chưa. Nếu mà góc bình thường thì nó sẽ như thế này nè. Đây là góc quay bình thường. Còn nếu mà quay góc rộng thì nó sẽ nhìn thú vị hơn đúng không? Đây này cũng ăn chưa? Ăn gì vậy? Chưa là cơm với gò xilin. Xilin chặt chị. Tụi em không có quảng cáo nha chị, tụi em không có quảng cáo nha. Hello đang ăn. Nghỉ Tết vui không? Không vui đâu.
Mày muốn làm văn phòng đi làm lại như thế nào mà sao mày lại lên trễ như vậy? Nếu các bạn thấy là tại sao cái màu clip nó hơi khác khác thì mình đang dùng cái filter ở trên cái điện thoại này Oppo X2. Tại vì mình thấy cái filter này nó cam cam, nhìn nó khá là xinh ấy, cho nên là mình đã đổi sang cái màu này. Và bây giờ thì sẽ ăn trưa đây. Buổi trưa hôm nay chúng ta sẽ có gì? Màu đẹp quá ha, nhìn màu nó nghệ nghệ. Ta-da! Một cái box của Gilbox Sài Gòn. Hộp này là hộp từ bã mía nè mọi người. Tại vì bình thường ở nhà, cái đồ trước ở nhà thì toàn nấu ăn để mà gọi là ăn ít lại vì giảm cân ấy. Nhưng mà bây giờ đi làm rồi, xong cái sáng nay đi cũng nhanh, đi cũng vội, cho nên là không có chuẩn bị được bữa trưa, còn phải order về. Lướt hết tất cả cái menu các quán ăn để xem ăn được món gì mà ít tinh bột. Thì cái này đỡ nhất, nhưng mà nó cũng hơi mắc, 87.000, 80 mấy ngàn một hộp như thế này. Bên trong nó sẽ có gì? Ở trong này sẽ có thịt bò người ta đã cắt ra rồi, sốt tiêu, và bên này là salad, bên này khoai tây chiên, nhưng chắc mình sẽ không ăn khoai tây chiên nên mình sẽ cho mọi người, tại vì khoai tây chiên thật sự rất mọc. Sau đó uống thêm một ly trà đào. Ở chỗ này á, bị một cái là hộp này thì bã mía, nhưng mà cái hộp này thì vẫn dùng ly nhựa nha, cái ly này vẫn dùng ly nhựa. Một bữa trưa ngon là ăn check in một cái trước khi mà ăn. Với những bức hình chụp đồ ăn này thì mọi người thấy là rất đẹp đúng không nào? Tại vì em Oppo X2 có đến 3 camera 48 megapixel, camera zoom quang 13 megapixel, và camera gốc siêu rộng 12 megapixel. Nói chung là 3 camera lận, cho nên là chụp ảnh rất là xịn luôn và rất là đẹp. Lát nữa thì mình cũng sẽ demo chụp thử vài tấm hình chụp góc rộng trong văn phòng và chụp selfie cùng với các thành viên trong channel cho mọi người xem về khả năng chụp ảnh của em điện thoại này nhé. Chán cái văn phòng này ghê, trời ơi. Nghỉ dịch ở nhà ăn uống một mình, rồi bây giờ lên văn phòng tưởng là được ăn chung với lại đồng nghiệp, nhưng mà không, bây giờ cũng phải ăn một mình. Là trời đào ngọt quá. Thôi bây giờ thì ăn trưa thôi, mời mọi người. Người tiếp theo đã đi làm là ai? Hello cụi, nghỉ Tết vui không? Lần đầu tiên nghỉ Tết xong mà nghe tiếng ve kêu luôn á mọi người. Chỗ cái đầu hồng kìa, nó đai chân tóc nhiều quá kìa mày. Nói không, các bạn thấy đó, từ Tết tới giờ mình chưa có thời gian mình chụp tóc lại luôn. Đó, từ Tết luôn đến giờ. Việc đầu tiên đang anh làm khi tới văn phòng này đó chính là đặt đồ ăn trưa mọi người ạ. Đó, nó đang xấu, thôi đừng quay. Đẹp, rất là xinh, xanh, đáng yêu. ông làm vừa làm cái gì nè. Chào chị Thư, lâu lắm không gặp. Sau một kỳ nghỉ Tết dài bây giờ mới được gặp chị. Sợ hả? Cái gì đâu. Đẹp. Không ở đâu. Đẹp. À, không vậy hả? Không, nhưng mà mặt đẹp. Tại dạ. Cái váy này nó quay đẹp sẵn rồi. Apple. Ê, con này quen Apple váy 2 đúng không? À. Quen đẹp. Ê, cái màu này hợp với chị á. Trời ơi, uống quá uống luôn. Hảnh hai cái ly. Uống dữ vậy chị? Uống bù hả? Không có, là của Thư hết đó, chúng ta của mình. Tán bây giờ. Nó đi đánh sọt. Chị gì vậy má? Con điên. Chào Quỳnh Chi. Hi. Đẹp không? Tôi lên lớp ngày đầu đi làm á mày. Bây giờ là 14:36 á. May em mà đã xin phép đi trễ. À thế à? Tôi xin phép đi trễ à? Em ghép nhạc nha. Ghép nhạc vô nha Vinh. Ủa, tôi sao vậy lắm hả ta? Anh quen vậy. Đấy, cảm xúc của Chi sau một kỳ nghỉ Tết dài đằng đẵng như thế nào? Mình cảm thấy rất là nhớ mọi người. Có đi làm công ty không? Không. Đi làm qua đó như vậy đó. Tìm nhầm bạn. Con bé này lì ghê, nó vẫn tiếp tục đi rà soát kiến thức ngày xưa của mọi người. Cái mà... Đẹp hả? Nhìn thấy cái bông gì? Chị rất là thích điện thoại và quay ra mấy cái bông này nè. Bỏ gì, ủa điện thoại nào không quay được mấy cái bông? Nhưng mà quay mấy cái bông thì nó đẹp tao, lắm. Tao nhớ quay cái bở đó mà tao không đéo nhớ tên. Tao ngưỡng nhớ đó là cái bở mà thằng gì nó sạc ra giữa cái... Hoài Châu Cấm, Dung Mama, Tần Mama, Lý Mama, Châu Mama. Má mà ngưỡng nhớ. À nhớ rồi. Chòe Mama. Chị nó bán cho chị cái game mà gợi ý đáng thành viên của cái người trong văn phòng, nó bán tiền cho chị đi mà vụ mà nó chưa bán nữa. Cái gì? Cái mà gợi ý đáng thành viên á. À. Chị có coi cái đó chưa? Chưa. Mọi người à rồi. Mọi người ơi, cuối cùng văn phòng này cũng đi làm đủ rồi này mọi người. Tranh thủ kỷ niệm hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, chúng ta hãy chụp một tấm hình nào.
Ủa làm gì á, trong khi chụp hình, chụp hình. Đây là bước. Chụp hình nữa WHO. Nào tay tay mày đâu? Nghe nói là Mỹ không bình chờ cho WHO nữa rồi. WHO là y tế thế giới chứ. Ừ đúng rồi. Ừ. Rồi ra cho mày chụp hình nha. Gặp nhau đây rồi chia tay. Rồi mình phải bôn phường trà. Ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiếng cười. Xin KOL chụp ảnh là phải cho KOL miếng son nè. Rồi kéo kéo mũi xuống cho nó xinh. Rồi nhìn chị giống như muốn bước ra từ bệnh viện Từ Dũ. Chán quá. Trời ơi, tao ghét con Hugo lắm vậy. Vẫn đi ăn chung với nó. Nhìn là thấy ghét rồi đó. Tối tập về mặt không được nữa. Nhìn nó. Mất dây. Đó, ánh sáng quay đẹp quá nè. Tấn Trung Hoài Nhân công thức chưa? Quên rồi. Công thức cải chua, đậu xị, ít thôi. Chúc mai rau ngò với lại hành lá. Ừ, bò lông cây hoặc là hải sản. Với lại đậu phộng nha, đừng quên đậu phộng hoặc là mè. Rất là thơm. Tự nhiên cái gặp nhau lại ở đây á, gặp nhau đây rồi chia xa. Trời ơi, mọi người từ từ thôi, mọi người cứ bình tĩnh, không có gì phải vội hết, cái gì bỏ hết đâu vậy. Ăn lẹ đi vậy. Chia tay hơi nhiều lần, cái chia tay rồi nha. Thôi mình còn gặp mày nữa. Lại gặp nó, gặp nhau lần cuối mà nó gặp hoài luôn á, gặp nó hoài luôn á. Mọi người cứ bình tĩnh cho mình chụp tấm hình với mọi người. Thực ra thì cái Haizilao này nó rất là ấm cúng cho nên là ánh đèn của nó rất là yếu và ánh sáng không có nhiều. Nhưng mà khi mà chụp đêm thì Oppo FaceTime vẫn sẽ xử lý rất là ok. Và mọi người có thể nhìn những tấm hình chụp đồ ăn này thì mọi người cũng sẽ thấy thôi. Bạn em vả lắm nè anh ơi. Tao sao bỏ biết được. Nó có đổi màu anh, đổi màu luôn. 229. Cái gì vậy? Quất vô mặt nó đi anh, quất vô mặt nó. Em ghét nó lắm. Quất nó đi anh. Và đó là ngày đầu tiên quay trở lại làm việc sau mùa dịch. Và đây là công việc hàng ngày của mình trong những ngày gọi là bình thường, không có ở nhà tránh dịch. Và mọi người thấy công việc ở H&N như thế nào, thấy công việc của mình như thế nào, hãy để lại bình luận cho mình ở phần comment phía dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hết video này. Hẹn gặp lại trong những video lần sau nhé. Bye bye.